Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Văn học và cuộc sống ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, nói đến dòng văn hiện thực phê phán, chúng ta thường nghĩ đến những nhà văn nổi tiếng như thế giới, trên thế giới như Sekhov, Banzak, Lỗ Tấn. Ở Việt Nam có Nam Cao, Vũ Trọng Phụng, Ngô Tất Tố. Họ đều quan niệm nghệ thuật vị nhân sinh, vì thế trong những tác phẩm của họ đều phản ánh chân thực hiện thực cuộc sống, khao khát giải phóng con người và đưa con người đến những cuộc sống tốt đẹp hơn. Với mong muốn tìm hiểu rõ hơn về dòng văn học hiện thực phê phán, ngày hôm nay chúng tôi có mời đến nhà văn Nguyễn Ngọc Tư để cùng nghe nhà văn nói về ý nghĩa của văn học đối với cuộc sống.